thực phẩm bảo vệ sức khỏe Anvitin hỗ trợ tăng cường sức đề kháng. Phú Cân xin mến chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Vui khỏe cùng con được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư hàng tuần trên kênh HTV9 và được phát lại vào lúc 18 giờ thứ năm hàng tuần trên MCV Media. Và xin được cảm ơn nhãn hàng Avitin thuộc tập đoàn Ergo đã đồng hành cùng với chương trình. Phú Cân rất vui khi được đồng hành cùng với bác sĩ Duy ngày hôm nay. Xin chào tất cả các bạn khán giả đang theo dõi chương trình. Thì mình là bác sĩ Phạm Lê Duy, hiện đang công tác tại Bệnh viện Đại học Y Thành phố Hồ Chí Minh, phòng khám dị ứng dịch lâm sàng, và cũng rất là vui có mặt chương trình ngày hôm nay và cũng hy vọng rằng có thể chia sẻ một số những cái kiến thức y khoa để giúp cho Phúc Ngân cũng như là những bà mẹ bỉm sữa khác. Dạ, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với chủ đề hen phế quản. Thì có một cái câu hỏi được đặt ra từ phía một mẹ gửi về cho chương trình ngày hôm nay, đó là con em 6 tuổi, cháu hay là bị dị ứng với thời tiết. Ban đầu thì mẹ nghĩ bình thường thôi, nhưng mà gần đây thì chuyển ra Hà Nội thời tiết nó lạnh hơn, thì con lại là ho rồi mệt mỏi rồi lại khó thở nữa, thì không biết rằng con đang bị gì thưa bác? Những cái nghiên cứu người ta thấy rằng là trên 40% những cái bệnh nhân, những cái em bé hay là người lớn có mắc viêm mũi dị ứng thì sẽ có kèm theo một cái bệnh lý mà mình hay gọi là suyễn đó. Thì từ dân gian mình gọi là suyễn, nhưng mà từ y khoa thì mình gọi là hen. Thì cái triệu chứng mà để gợi ý một cái tình trạng hen suyễn đó là em bé có thể là ho, đặc biệt là vào những cái mùa lạnh, hoặc là đặc biệt là cái cơn ho đó hay xuất hiện vào nửa đêm về sáng, và có thể xuất hiện khi em bé phải những cái dị nguyên, ví dụ như khói thuốc, khói nhang, hay là tiếp xúc phải nơi có bụi bặm, lông chó, lông mèo, thì cũng tùy theo từng bé. Ngoài cái ho ra thì em bé có thể có cảm giác là hay mệt, và cái khả năng vận động, ví dụ em bé khi chạy bộ, khi vận động thể lực thì sẽ hay cảm thấy mệt và đuối sức nhiều hơn những em bé khác. Và có thể kèm theo những cái cơn khò khè, em bé thở nhanh và em bé than là khó thở. Cái triệu chứng mà có thể gợi ý cho mình một cái tình trạng là em bé có thể có triệu chứng hen. Nhưng để chẩn đoán chính xác là có phải hen hay không thì mình phải gặp bác sĩ để bác sĩ hỏi thêm những cái bệnh sử, những cái tiền căn liên quan, rồi thậm chí là cần phải làm thêm những cái test, những cái đo chức năng hô hấp để xem là cái phổi của em bé hiện tại bây giờ nó đang hoạt động như thế nào. Giống như hôm trước thì Phúc Ngân tình cờ thôi đi ăn, thì có một cái trường hợp là có hai mẹ con cũng đi ăn, tự nhiên cái bé lăn ra cái đùng cái là tự nhiên khó thở lên cơn hen. Đó làm cho tất cả mọi người đều hoảng loạn, và mẹ của bé lúc đó cũng rất là hoảng loạn luôn. Vậy thì trong cái tình trạng đó có nguy hiểm không hả bác sĩ? Và mình cần phải xử trí như thế nào khi mà gặp cái trường hợp như thế? Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mỗi gia đình. Chắc chắn là nguy hiểm rồi. Mình thấy nội cái tình huống mà đang ăn mà lăn ra xỉu, ngất xỉu như vậy rồi khó thở là một tình trạng nguy hiểm. Nhưng nó có thể là một cái cơn hen nặng, hoặc là thậm chí là một cái tình trạng sốc phản vệ hay là phản vệ, thì chắc chắn là mình phải xử trí cấp cứu ngay lập tức. Thí dụ nếu như em bé đã có một cái tiền căn hen suyễn thì mình phải sử dụng những cái thuốc cắt cơn. Còn nếu như em bé đã có tiền căn dị ứng thức ăn thì đó rất có thể là một cái tình trạng phản vệ và mình phải đưa ngay đến bệnh viện. Hoặc là nếu như em bé được trang bị những cái loại thuốc tiêm, mình gọi là thuốc adrenaline tự tiêm á, thì phải có thể tiêm ngay vào mặt trước đùi của em bé để cấp cứu em bé. Nhưng mà tiếc thay là cái bút tự tiêm đó ở tại Việt Nam của mình hiện giờ chưa có. Nên một số em bé được chẩn đoán và điều trị đã từng bị sốc phản vệ mà được điều trị ở nước ngoài thì thường sẽ được kê một cái bút tiêm adrenaline để mang theo người. Tóm lại là một cái tình trạng mà đang ăn mà ngất thì có thể có ba cái nguyên nhân. Thứ nhất là có thể là do em bé bị hốc dị vật. Có thể là em bé bị một cái cơn hen cấp do dị ứng với thực phẩm, hoặc thậm chí là một cái tình trạng phản vệ hoặc sốc phản vệ. Và cả ba tình huống này mình đều phải cấp cứu đúng cách. Nhưng đối với về hen suyễn đó, để cho con mình khỏe thì mình phải điều trị đúng cách. Điều trị đúng cách đối với hen suyễn là gì? Là một cái câu mình phải nằm lòng, đó là ngừa cơn chứ không để lên cơn. Tức là mình phải làm sao cho con mình nó không lên cơn. Xin nhấn mạnh là bệnh hen suyễn là một bệnh mãn tính. Mãn tính có nghĩa là gì? Có nghĩa là không phải nó lên một cơn, hai cơn rồi nó hết. Nó có thể lên cơn và cái tình trạng hen suyễn có thể kéo dài từ năm này qua năm khác. Những em bé mà bị lúc nhỏ đó, dưới 5 tuổi thì may mắn khi lớn bé có thể sẽ hết. Nhưng em bé lớn hơn khi mắc hen suyễn thì nó có thể kéo dài. Kéo dài có thể là cả đời. Thì đối với hen suyễn mình điều trị là mình sẽ sử dụng thuốc ngừa cơn. Có hai loại thuốc dành cho em bé điều trị hen suyễn. Thứ nhất là thuốc ngừa cơn, là cái loại thuốc mình phải xịt mỗi ngày và xịt theo cái trình của bác sĩ, xịt họng á. Bác sĩ dặn xịt là sáng một nhát, chiều một nhát, hay là sáng hai nhát, chiều hai nhát, thì mình phải tuân thủ như vậy và tuân thủ rất là tái khám. Ví dụ bác sĩ dặn là 3 tháng tái khám để bác sĩ xem lại xem là cái tình trạng kiểm soát hen có ổn hay không để bác sĩ hạ liều. Nhưng mà tóm lại mình phải tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ và xịt thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Một cái thuốc thứ hai là thuốc cắt cơn.
Lúc đó bác sĩ cũng sẽ kê cho bé hai loại thuốc, một loại thuốc ngừa cơn và một loại thuốc cắt cơn. Thì cắt cơn là lúc nào em bé cũng phải có cái chai thuốc đó bên mình. Thì để khi nào em bé lên cơn là mình sẽ có ngay cái thuốc để trị ngay cái tình trạng khó thở cho em bé. Tại một cái cơn hen mình không biết lúc nào nặng, lúc nào nhẹ. Nếu nó rơi vào tình trạng nặng thì em bé có thể rất nguy hiểm tính mạng. Nên ngay lập tức là mình phải sử dụng thuốc cắt cơn. Và thuốc cắt cơn đó mình chỉ sử dụng khi mà em bé lên cơn mà thôi, chứ không phải là xịt mỗi ngày như là cái thuốc ngừa cơn. Các trẻ mà bị bệnh lý hen phế quản thì khi đó thì các trẻ sẽ nhiều khi á, giận chút xíu, hay là muốn đòi hỏi mua đồ chơi, hay là muốn mua cái gì đó mà không mua, cái đó giận, cái đó bắt đầu lên cơn, làm cho ba mẹ cảm thấy rất là sợ hãi. Vậy thì đối với những trường hợp này thì bác có những lời khuyên nào ạ? Trường hợp này đối với nó về tâm lý rồi. Bác sĩ Duy thì không phải là bác sĩ tâm lý. Tuy nhiên là nếu như mà mình điều trị em bé tốt á, mình ngừa cơn đúng cách á, thì em bé rất là ít khi nào lên cơn. Cho nên là nếu mình đã điều trị đúng cách rồi mà em bé cứ nói là mình lên cơn, thì mình sẽ có thể cho em bé gặp bác sĩ thử xem là thật sự đó là một cơn hen hay chỉ đó là một tình trạng giả vờ. Nhưng mà đối với em bé thì chắc là đối với em bé lớn thì mới giả vờ, rồi em bé nhỏ thì ít khi nào giả vờ được như vậy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Anvitin hỗ trợ tăng cường sức đề kháng. Bác sĩ có thể chia sẻ thêm về cách phòng tránh để các mẹ được biết không ạ? Để mà tránh là em bé bị hen suyễn thì hơi khó, thì nó là về cái bệnh lý di truyền. Nếu có bố hoặc mẹ bị hen đó, thì tăng cái nguy cơ em bé bị hen. Có một ông bố bà mẹ thì 5% con sẽ bị hen, mà có cả hai thì 80% con sẽ có thể bị hen. Tuy nhiên là khi em bé đã có bị hen thì cái quan trọng là mình tránh để em bé lên cơn hen. Tránh em bé lên cơn hen, tại mỗi lần lên cơn hen nó có thể nguy hiểm, có thể là cơn hen nhẹ tới cơn hen nặng và thậm chí suy hô hấp và có thể tử vong. Thì đó là cái nguy hiểm của lên cơn hen, tại vì cái đường thở mình không thở được thì nó sẽ không có oxy, không có oxy thì mình sẽ chết. Để mà tránh cái lên cơn hen, cái việc đầu tiên bác sĩ Duy có nói đó là mình phải sử dụng thuốc ngừa cơn đúng cách. Là phải xịt theo liều của bác sĩ dặn và tái khám đúng hẹn là cái quan trọng nhất. Xác định những cái yếu tố làm cho em bé lên cơn hen. Một số em bé lên cơn hen khi em bé ngửi phải một cái mùi, một cái khói nhang hay là khói thuốc lá. Em bé khác thì có thể lên cơn khi trời lạnh, giống như cái trường hợp đầu tiên mà bác sĩ Ngân có chia sẻ. Là em bé có thể ra Hà Nội hay đi đâu đó lên Đà Lạt, không khí lạnh sẽ có thể làm co thắt phế quản và làm em bé lên cơn hen. Trường hợp nữa là em bé có thể khi mà tiếp xúc với những nơi bụi bặm. Tại sao tiếp xúc với bụi bặm lại bị, đặc biệt là bụi trong nhà? Tại vì trong bụi trong nhà nó có con bạc bụi nhà. Mà trên 90% người bị dị ứng ở Việt Nam mình á là dị ứng với con mạc bụi nhà, một trong những loại mạc bụi nhà. Cho nên là một số em bé khi tiếp xúc với cái nơi mà có nhiều bụi bặm, ví dụ như là những cái sofa cũ, thảm trải nhà, rèm cửa mà không có được giặt giũ thường xuyên, tủ sách báo cũ, tủ quần áo có nhiều bụi thì em bé có thể lên cơn hen. Rồi ngoài ra một số em bé dị ứng với lại lông chó, lông mèo mà tiếp xúc với lại chó mèo thì lại có thể lên cơn hen. Hoặc một số em bé dị ứng với đồ ăn mà ăn đồ ăn thì nó có thể lên cơn hen. Thì mình phải tìm ra cái nguyên nhân, cái yếu tố khởi phát, kích phát cái cơn hen để mình né nó ra. Thì em bé sẽ có thể tránh được những cái tình huống là lên cơn hen một cách bất chợt. Và trong quá trình mà bác sĩ điều trị về hen, hen suyễn thì có những cái ca nào đặc biệt làm cho bác sĩ cảm thấy là ấn tượng, muốn chia sẻ với các mẹ để các mẹ có thêm nhiều kinh nghiệm không ạ? Tình huống mà thường gặp nhất đó là chẩn đoán nhầm. Tức là chẩn đoán nhầm một cái tình trạng khác thành hen suyễn, làm cho em bé phải điều trị thuốc cắt cơn, ngừa cơn kéo dài. Đó là cái tình trạng trào ngược dạ dày thực quản ở người lớn thường gặp và em bé cũng có thể thường gặp. Ví dụ như một em bé bị tình trạng viêm ruột do dị ứng đi, thì em bé nó cứ trào ngược, nó cứ trớ, nó cứ nôn ói, nó cứ trào. Mà nhiều khi nó không có trào ra, mà em bé chỉ trào tới đây rồi nó nuốt xuống. Nhưng mà khi có dòng axit chạy lên như vậy thì làm cho cái phế quản co thắt và làm cho em bé có thể khò khè và khó thở tại thời điểm đó, thậm chí là ho, làm cho rất là nhiều bác sĩ chẩn đoán nhầm thành hen suyễn. Và ở em bé nhỏ thì nhiều khi mình cũng không có một cái test đo chức năng hô hấp để mà xác định được, tại em bé nhỏ quá không có hợp tác. Tại vì cái test hô hấp đó là mình phải ngậm một cái ống và mình thổi gắn sức qua cái ống đó, thì em bé nhỏ nhiều khi không hợp tác được. Thì mình lại thiếu một cái phương tiện chẩn đoán rất là hữu hiệu đó, cho nên là mình có thể chẩn đoán nhầm thành hen suyễn. Thì đó là một trong những cái trường hợp mà không phải là quá thường gặp nhưng mà có gặp ở trong thực hành lâm sàng. Cái quan trọng nhất trong điều trị hen là ngừa cơn chứ không để lên cơn. Nên là mình phải sử dụng cái thuốc xịt ngừa cơn mỗi ngày để em bé không lên cơn hen. Tại sao? Tại vì khi em bé lên cơn hen nó có thể là nhẹ hoặc nặng, mà khi lên một cái cơn hen nặng thì nguy cơ tử vong rất cao. Và nếu em bé không có gần một cái trung tâm cấp cứu gì đó thì không thể cấp cứu được, hoặc là em bé quên đem theo thuốc cắt cơn thì có thể em bé sẽ nguy hiểm tính mạng. Cái thứ hai nữa là mỗi lần mà lên cơn á thì cái đường thở của em bé bị hẹp lại một tí. Rồi nhiều lần lên cơn như vậy cái đường thở của em bé có thể viêm nặng và nó tái cấu trúc, có nghĩa là cái đường thở bị hẹp.
Và khi đó mình không có mở cái đường thở bự ra như người bình thường được nữa, và làm cho cái khả năng hô hấp của em bé bị hạn chế hơn so với những em bé khác. Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mỗi gia đình. Đối với hen, xin nhắc lại một lần nữa là chúng ta phải ngừa cơn chứ không đợi lên cơn mới cắt. Nhờ bác sĩ có thể là tổng kết lại tất cả những cái mà nãy giờ chúng ta đã chia sẻ để cho các mẹ nắm rõ hơn về cái bệnh lý hen rồi không ạ? À? Vâng, hen hay suyễn đó là cùng một bệnh lý. Suyễn là từ dân gian, còn hen là một cái thuật ngữ y khoa. Thì hen suyễn nó sẽ đặc trưng bằng cái tình trạng là ho, khó thở, khò khè, nặng ngực. Ở em bé nhỏ thì cái triệu chứng nặng ngực hay là khó thở nhiều khi em bé không có than với mình, nhưng mà sẽ quan sát thấy em bé thở mệt hơn bình thường, ho kéo dài không cắt được, hoặc là thậm chí thở có tiếng khò khè. Thì đó là những cái triệu chứng để gợi ý cho hen. Tuy nhiên hen là một bệnh lý mãn tính nên nó phải lặp đi lặp lại nhiều lần, và nó có cái tiêu chuẩn để chẩn đoán. Nên nếu con của mình có tình trạng ho, khò khè, khó thở tái đi tái lại thì mình cần đi khám bác sĩ để chẩn đoán xem có bị hen suyễn hay không. Con em mình được chẩn đoán là hen suyễn thì cái việc quan trọng nữa khi điều trị là mình phải nhớ là ngừa cơn chứ không đợi lên cơn mới cắt. Là khi đó bé sẽ được kê cho một cái loại thuốc để xịt mỗi ngày để ngừa lên cơn hen suyễn. Nhưng cái thuốc cắt cơn được kê kèm theo đó cũng rất quan trọng. Bé ở đâu là thuốc phải ở đó, để khi lỡ như em bé lên cơn hen suyễn là mình phải có ngay cái thuốc cấp cứu cho bé. Thì mình cần nhớ là mình phải tìm những cái yếu tố kích phát cơn hen. Những em bé nào có thể là do khói thuốc lá, khói nghe, cho những cái mùi nước hoa, hay là bụi trong nhà, hay lông chó, lông mèo, phấn hoa, thì mình phát hiện được những cái yếu tố kích phát đó và mình tránh cho em bé tiếp xúc thì có thể giảm được cái tần suất mà làm cho bé có cơn hen. Nếu mà em bé lớn thì mình phải chỉ cho con cách sử dụng thuốc, và sử dụng thuốc đúng cách thì mới hiệu quả. Một số trường hợp mình xài thuốc đó nhưng mà nó không đúng kỹ thuật, thì mình có xịt bao nhiêu thuốc thì nó cũng không ngừa được cơn hen, và cơn hen cứ tái đi tái lại nhiều lần. Thì mình phải xem lại xem cái kỹ thuật xịt thuốc của mình có đúng hay không. Và rất là cảm ơn những chia sẻ đầy bổ ích của bác sĩ Duy ngày hôm nay. Cảm ơn các chị mẹ đang theo dõi chương trình Vui Khỏe Cùng Con, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư hàng tuần trên kênh HTV9 và được phát lại vào lúc 18 giờ thứ năm hàng tuần trên MCV Media. Và xin được cảm ơn nhãn hàng Avitin thuộc tập đoàn Ergo đã đồng hành cùng với chương trình. Phúc Ngân và bác sĩ Duy xin cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại.